Hello chào anh em. Hôm nay mình sẽ review nhanh hai phối màu Moderna MX97 là màu xám và màu đen. Thì bình thường anh em thì thấy là mẫu giày này nó rất là nhiều trên thị trường. Tuy nhiên là ngoài hàng chính hãng thì nó đa phần là hàng Super và hàng Red. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em mẫu giày hàng một chuẩn với mình nhé. Có thời gian mình sẽ làm video clip so sánh chi tiết về hàng 11 và các loại hàng khác. Ở trên tay mình đây là màu xám này. Màu xám anh em có thể thấy là màu xám này tên gọi của nó là Warp Grey. Thì hàng một màu rất là chuẩn. Tất cả những gì áp dụng đôi giày, như công nghệ sản xuất đôi giày này, nguyên liệu này, tất cả liên quan đôi giày đều là chuẩn chỉ. Thì tỷ lệ một màu là chính hãng. Đường kim mũi chỉ, nguyên liệu hay là keo đúc, đường đúc hoàn toàn không thấy ba via, không có một chút gì lem lủng, rất chuẩn đẹp. Hàng một màu em thấy là y chang nhà chính hãng, rất là đẹp. Đây, trên đây mình đây là màu đen, các bạn thấy màu đen trắng này, giày trang và khỏe khoắn đấy. Công nghệ đế e này là đế hơi anh em nhé, đi rất là êm. Dòng MX97 này vừa đẹp vừa êm. Ngay bây giờ thì mình sẽ test cái phản quang của mẫu giày này. Em chiếu đèn vào thì chúng ta sẽ thấy là những cái đường line trên thân giày, chạy dọc thân giày ấy, và đường line trên lưỡi gài thì nó sẽ sáng đó. Ở cái đôi màu xám thì những cái dòng chữ Nike nhỏ nhỏ ở thân giày thì nó cũng là phản quang đó.